dính cái này. Từ. Hàng khủng, con này tầm nửa ký nha cả nhà. Quá im nha cả nhà. Cái mùi này là ok rồi. Quá ok luôn á. Khoái trời. Cái này là hai con này bự nhất trong đàn nha cả nhà. Đó không? Quá khủng nha. Ủa sao có con vậy? Thấy con vậy? Hả? Sao thấy con vậy? Sao thấy con gì? Con mắt. Tao dừng cho dừng lại. Yay! Bỏ vô. Nè, nắm luôn nè. Rồi, ok, hello, xin chào tất cả cô chú anh chị nha. Thì hiện tại được đây với em Khánh. Hello em Khánh ơi. Hello cả nhà. Gọi đèn vô chá đèn chá quá rồi. Rồi. Đây em Khánh này ở Vĩnh Long chung với anh Dương luôn. Anh Dương đâu rồi ta? Đây, hai xin chào cả nhà nha. Rồi, hôm nay đi quay ké. Hôm nay được với Khánh với anh Dương đi ra ngoài này thăm câu nghe cả nhà. Hồi chiều được với em Khánh cắm mớ câu ở ngoài này rồi. Rồi chút xíu trên đường mình đi thì mình được sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị mình cùng xem luôn nha. Hồi chiều mình phải này không dữ dằn lắm à. Hồi chiều mình đâu cắm đằng này đâu. Sao không cắm chạy đây, không cắm đây cần chạy. Đây cắm đầu này nè, đây nè, đây có con cần nè. Châu cũ nè. Rồi, bãi cũ con nhái con nguyên, con ngồi yên nguyên luôn, sống không? Coi này con... Con sống? Con... Ồ, ta còn chảy mà. Ok. Con nói mà sáng là dính là con nái không đó. Chịu có lội ra đó, nó nói rồi có con cần rồi đó. Ê, gì? Từ Khánh này, để anh coi Khánh này. Cái cây đâu rồi? Cái giật hả? Nó giật hả? Ừ. Đâu, từ. Đâu. Ủa, nó quắt vô đây anh Dương ơi. Con đâu, cái câu hả? Quắt đây. Con cá, hả? Con gắn. Đây, từ. Con gì vậy? Ê, nó... Cái cây câu quắt vô đây hả? Còn á. Còn giật phải không? Từ nghe anh Dương ơi. Em dán lên Khánh, em dán lên. Để em. Em dán lên. Ừ. Khánh nó biết rồi, con gắn nó biết rồi. Từ nghe. Em dán cỏ lên rồi giật á. Từ coi con gì ba? Hồi nãy thấy ngóc đầu gì không? Đừng nắm gịch. Cá. Cái chê phải không? Từ để mò thứ. Con gì? Để mò thứ. Giật chứ vậy? Con gì hay được? Ồ, con cá bự lắm Dương ơi. Cá bự lắm hả? Cá bự lắm, có bự lắm. Từ cái này. Anh cầm cái này giùm em có anh vô. Để em giật nó coi. Để em chặn hả? Nhỏ luôn. Ừ. Từ nằm dưới này nè. Em hứng dưới mấy dưới này. Đây nè. Em hứng dưới này Khánh. Đúng không? Mấy bên này Khánh. Ok giật quá. Bây giờ từ Khánh này. Từ Khánh này. Cái gì? Vô cá lóc. Ôi con bự luôn. Cá lóc khủng. Nhỏ cây cầu đây bên này. Cá lóc khủng. Con này khủng cả nhà ơi. Đấy. Con đầu tiên. Mấy thằng mà không biết cắm câu lại cắm dính dữ dằn luôn nè. Quá gì? Hả? Cái túi đựng đâu? Túi gì? Túi nhái á. Nè cả nhà. Mấy nhái trơn ơi. Gì? Giờ đây thăm là xong rồi đó. Hàng khủng. Con này tầm nửa ký nha cả nhà. Con này nửa ký á. Nửa ký. Quá đã. Hàng khủng nghe nhà. Quá trời khủng luôn, nửa ký luôn. Anh Dương. Anh nói với em sao? Chỗ này không biết cũng. Ê, cầm lần chắc nha trời. Đưa ba phần bao ra này bỏ đây. Ừ, nên dở lên trời. Con công mấy này nó dính mép và khó ra lắm. Rồi. À bỏ vô. Dù. Anh nói mày không biết cắm câu cắm nó hay dính lắm. Đây em bắt con nhái luôn anh Dương ơi. Trời nó cắm mà nó không thấy cây câu luôn. Tại nó gị ấy mà. Nó gị mất tiêu cây câu luôn mà em xuống em đạp. Xuống em đạp cái nó rút.
nó gòi rồi, dính rồi. Dính rồi. Dính rồi. Ui giời đất mẹ ơi, dính con gì thế nha. Né cái đẹp cây. Con gì vậy? Kéo một súng. Không phải, không phải đâu ơi. Không phải. Không phải giống con súng đâu. Ủa sao vụt cái lưỡi vậy, vụt luôn rồi. Nó còn cắn con nhái hả? Ơi nó đang nhái chưa dính câu mà. Thả luôn. Tiếp tục dính banana nữa hả? Ừ. Cái banana nhiều vậy. Ôi hai con luôn kìa. Con kêu dính. Ôi ba con luôn vậy. Chùm luôn nội ơi. Ba con luôn bảy luôn kìa. Ba con hướng vậy. Ngóc đầu lên kìa. Kìa đó. Nè. Ôi lại giờ ăn nội ơi kìa. Ôi ngóc đầu luôn kìa. Thấy ghê không? Lộ ngay giò em luôn, nằm dưới giò em luôn. À một con đang dính mà hai con ở ngoài. Đi cầm đi em ơi. Con bình thường không dính, dính mấy con quỷ này. Bé nà này. Bé nà này không được. Không rồi. Ôi nội nhỏ xíu mà. Có khá. Ôi chưa có mặt không ơi. Phải không? Để em... Chưa, có xíu mà. Thiều thử đi. Để em thiều cái thử coi có mặt chưa. Đây, nè 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 nè. Thiều đi. Nó quýnh nè. Quýnh chưa có mặt. Cái cây này nhẹ nhẹ được. Sao cây này dai quá vậy ta? Ừ cây này dai lắm. Trời ơi bởi vậy nó dở một cái luôn nha, tôi tước xuống á. Đây nghe mình khều coi. Ôi chưa đâu. Chưa có mặt. Có rồi nhưng mà ít hả? Ít à. Nuôi đi. Để đi. Nuôi đi. Rồi sao mà chứ. Cái này tầm khoảng tầm 4 năm ngày nữa. Yeah. Xong. Quấn này. Rồi. Chân chưa? Sắp rồi. Bị ông quấn vô mắt rồi kìa. Mấy tay này chọc ong, còn mình không có chọc ong mà cục mình bị quấn. Mình đó sao rồi? Tôi bên đây tôi mất tiêu cây ăn câu rồi nè. Cục cỏ luôn nè anh em ơi. Dính mà má nó xảy gì rồi, mất tiêu rồi. Xảy rồi. Có hàng. Có không? Có. Một bé nữa hả? Tính ra trong này ngon à. Cắm câu. Đây con cá nha. Quá yên cả nhà. Con này cũng 5 lạng. Ôi, giờ mình xách ra thôi cả nhà. Quá im nha cả nhà. Wow. Cắm theo mấy. Ô, cái cá này ốm rồi, không có mồi ốm rồi. Nè anh đi thánh con nè. À, bên này mười cần với hai con ngon chứ bộ. Ừ. Thôi cắm theo mấy cái ao vô bỏ thì kiểu này ngon nè. Ừ. Đó, đó con. Con này cũng nhất con đi. Rồi thì thăm dạo đầu tiên được ba con nha, mà hôm nay cá bự không anh. Hôm bữa là cá nhỏ, hôm nay cá bự. Đó. Con này mới dính nè cả nhà. Ốm rồi, cá ốm ha. Con ốm mới nó mới ăn câu chứ. Ốm được đầu giờ luôn. Con này cũng ốm. Ừ, con này mập hơn nè quay. Ừ. Rồi. Qua VIP. Qua vậy. Cả nhà. À, đây anh Dương với em Khánh này, sáng nay mình nhà mình đi cuốn câu nha cả nhà. Đây cái thành quả là tối nè. Tối được ba con cũng có ký luôn, con bành không nha. Hai con bự này không là cỡ gần cái ký rồi, con nhỏ nữa. Kê kê luôn. Sáng nay mong là có nhiều thành quả số nhiều để cho quay cho cô chú anh chị mình xem nha. Anh Dương đây. Thì quả của hai tay chọc ong hôm qua là không bị quánh, mà bữa nay được bị sưng mắt nâu mắt nghe cái nhà chà bá luôn, buồn thiệt chứ. Cái nghiệp của anh á, anh chọc ong á, chỉ có tới khúc này thôi. À rồi mình đi nè. Đây cần này hết, đây cần này hết con. Ê chị cống tiêu rồi. Câu rồi gì lụm ở đó, lụm nó em ơi. Cống tiêu lắm, lắm anh em ơi. Cống tiêu lắm. Rồi rồi rồi. Dính rồi. Lắm rồi. Ồ, nhái nhảy vô. Dính. Ê, có hẹn. Còn. Ê, cái thẻ anh Dương này. Cái thẻ anh Dương, từ từ, Khánh này. Từ từ, Khánh.
vậy ta? Nè bị vô. Nè nè cầm đi để em chụp nó lại. Đây đừng, đừng có chụp. Em khủng nha. Em dẹt cỏ trước nha. Rồi, dẹt cỏ trong này ấy. Trời không để anh làm. Trời ơi cái này có vợt là đẹp quá. Cái giật quá chạy giật luôn. Mới cần đầu tiên cả nhà. Chưa thăm cần đầu tiên lụm luôn nha. Từ từ, từ từ. Từ từ nó ra. Cỏ đi. Ừ. Ê từ từ. Cái con này ai làm gì đâu mà cái miệng nó ấy quá. Bước cỏ đi, lên luôn, lên luôn. Đè lại cái miệng nó. Cắt lại đi, cắt lại. Wow, lên mé. Wow, thằng khủng, thằng khủng luôn nha cả nhà. Rồi Khánh gỡ được không? Đây, đây cầm luôn cho, đi quay. Em gỡ được. Ê, qua đây thằng Dương. Thôi thôi, nhìn dữ vậy. Tính ra ở đây ngon chứ bộ. Chích lại anh Dương ơi, chích lại đi nè. Phải hôm qua mà anh em mình đi cắm mấy cái mương này là ok rồi. Quá ok luôn á. Quá tuyệt vời cả nhà. Mắc quá trời tuyệt vời luôn nè. Thấy đường không ta? Thấy đường chứ. Tiên lụm là ngon rồi. Vô. Vô. Đây con nè. Đây bay lên bờ nè. Cá nhỏ quá táp bay lên bờ nè. Nè, nhát này Khánh nè. Này, anh Dương lụm anh Dương ơi. Lụm anh Dương ơi. Lụm anh Dương quậy dữ anh Dương ơi. Lụm mày. Dính này. Lụm mày. Từ từ. Lại gì từ từ anh. Lên luôn hả? Đây mình nóc luôn hả? Từ từ, lên luôn. Quán mướn quá. Cũng được nghe. Còn sót cần nào thôi nghe quậy còn nắng mà. Rồi con cá này đuôi mắt mới dính ông nội ơi. Có không? Nó đó. Nè đường mắt luôn hả? Mắt mới dính câu kìa. Trời ơi Khánh cấm cá gì dữ không cả nhà. Đường mắt mới ăn cá không? Đường mắt nó đi có máng chứ ăn gì. Tại cấm cần khích quá. Rồi đi đâu cũng mắc. Đi đâu cũng mắc câu hả? Đi đâu cũng mắc câu. Hồi nuốt luôn. Đúng không? Nuốt đựng gịch. Sáng vô đây nè. Đây lấy cái đầu câu kìa. Đây. Rồi, máu không luôn. Bỏ vô thùng này. Máu me không rồi má ơi. Lụm tính đâu yêu luôn rồi chứ. Dính gì? Dính gắn luôn hả? Ừ. Đâu? Hình như con toàn con hồi tối luôn nội ơi, nó lại đi nó ăn nữa kìa. Gắn hay gớm nè. Ừ. Nè. Ô, dụng đi. Đi. Gỡ cái này, gỡ trước cái này. Để đi, mình sẽ dùng điếu hút mình lấy cái ổ ong này nha. Quay cái mỏ trước khi bị bánh nè. Đây có cái hộp quẹt luôn, lụm nó luôn. Ông này hồi tối hai anh em mình với Khánh là hai điếu đi chứ điếu sợ chắc không nổi đâu. Mình với Khánh lấy tay khều nó còn có mặt không? Thành quá hồi tối nè cả nhà, anh Dương với Khánh chọc của ông đó. Giờ cho anh Dương hút nè. Chúng cái mỏ chắc bên luôn rồi nha. Hồi nó quýnh cái mỏ. Quýnh nó xương chất. Rồi mình lấy cái kem gạt nha. Gạt ở dưới cho gớt xuống trước đi. Ừ. Mình đã thành công lấy ổ ong nha. Cái mỗi thằng đi khơi khơi rồi hay quýnh lắm. Rồi cần nó cần cuối cùng rồi đó. Đâu. Vậy là 29 cần bên đây không dính con nào luôn trời. Thú dữ đi chứ. Ủa trời ơi. Rồi. Rồi xong. Xong luôn nha. Hôm nay thắt thủ rồi. Mà gặp thêm cái báo thủ nữa. Quýnh vô con mắt nâu. Quá trời báo. Chiều ra giờ cũng có cái mặt, có mặt anh Dương. Có cái mặt của em á. Có mặt em xưng cho bá nè. Con này quá khủng cả nha. Sao sáng nay nhiều cameraman chỉ vô mặt tôi dưới người ta. Quá trời nổi tiếng hay gì đó. Quá trời mà. Quá hàng khủng không mà cả nhà. Ủa, ý. Để lên cái bao, để lên cái bao đây. Để lên bao ha. Ừ, cái bao, mặc bao để lên. Cộng cộng quá vậy. Con này cứng nhắc luôn nè cả nhà. Chết rồi. Đó, quay canh ngay giữa bên đây Khánh. Sao chết queo rồi? Chết thôi mọi. Con nào mới ốm thì lại. Nằm im. Giữ nguyên hiện trường, giữ nguyên hiện trường. Ba con. Bốn con đâu bự đó.
con mới nãy con bự đó. Ừ. Wow. Nằm im, nằm im. Wow, cả nhà ơi. Hàng khủng nha. Quá tuyệt vời không? Nè. Khoái trời. Cái này là hai con này bự nhất trong đàn nha cả nhà. Ngon không? Quá khủng nha. Ủa sao có con vậy? Thấy con con vậy? Hả? Sao thấy con vậy? Sao thấy con gì? Con mắt. Hey. Oh, quá trời cả nhà ơi. Quá trời con mắt à cả nhà ơi. Quá trời con mắt luôn. À, cái video của được tới đây cũng sắp kết thúc luôn nha cả nhà. Nhưng mà trước khi kết thúc á thì mình sẽ thưởng thức cái món kia một cái là mình cái kết thúc nha. Cái món ông mà cái món mà xương mắt đó đúng không? Ừ. Rồi bây giờ được xin mời cả nhà mình thưởng thức cùng với được cái cục mặt luôn nha cả nhà. Đây cái mặt nè. Ừ đó. cắn thử cái nha. Thấy được ăn không? Em cắn thử mà thấy được ăn không? Hả? Thấy được ăn không? Thấy chưa? Trả thù nữa đi anh. Ôi ôi. Rồi. Ừ. Rồi cắn cái kìa. Ừ. Trả thù nữa đi. Béo. Ông nha, ăn mặt ông. Ừ. Ngọt dữ hết nè. Nè cá. Cá. Ừ, chảy. Ừ. Béo quá. Nó có cái nhộng màu vàng nè. Đây nè. Không quá. Quá đã. Ngọt không? Ngọt ba chào mẹ. Ăn miếng đi, ăn miếng đi, ăn ngọt. Quất đi. Sáng ăn sáng này cũng dư chắc luôn. Quá ngon. Sugi cắm câu của được hôm nay tới đây cũng kết thúc cả nhà ơi. Bye bye tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp cả nhà vào những video tiếp theo nha. Lần sau mình sẽ chọc ống nghệ. Hả? Nữa hả? Mấy cha này chọc để cho mình dính ấy không cả nhà. Sao có cái cục vàng vàng ghê quá chưa? Cái cục đó cục không qua. Không sao đâu. Không qua ăn béo bổ mà. Ngon. Béo. Em xử luôn hả? Ăn đi. Cắn cái nữa tên Dương. Ăn ngon vậy à. Ăn giác cổ quá. Ngon ha. Người ta cũng ăn mặt ông sao mặt ta yên nguyên rồi, em ăn mặt ông sao cái mặt em kỳ vô vậy được.